Hi, xin chào tất cả mọi người, mình đã trở lại rồi đây và hôm nay mình sẽ nói vấn đề gì? Ok, hôm nay sẽ là một cái video clip rất dài, mình sẽ không nói về những cái điều mình hay nói nữa. Clip này mình chỉ dành để tâm sự với mọi người thôi. Tại vì mình biết là những cái bạn mà subscribe cái kênh của mình sau này thì các bạn kiểu mới subscribe thì các bạn không biết là tại sao bây giờ mình lại ở nhà, tại sao mình có nhiều thời gian làm YouTube, rồi khi nào mình đi bay lại thì ok. Trong cái clip này mình sẽ kể cho mọi người nghe đầu đuôi câu chuyện hết lại từ đầu để mọi người có thể hiểu hơn về mình. Và cũng như là mình sẽ vừa nói chuyện và vừa make up. Mình hồi nãy giờ nghe những cái mỹ phẩm nội địa Trung được khen rất là nhiều rồi, cho nên là ngày hôm nay mình sẽ thử make up bằng đồ nội địa Trung xem là nó thật sự tốt như mọi người nói không. Và thật sự những cái đồ này là hoàn toàn mới luôn, và mình vừa unbox ở trong cái clip này và mình sẽ test luôn trên mặt kiểu ấn tượng đầu tiên như thế nào, rất là chân thật luôn chứ không hề có sự chuẩn bị trước gì hết, cho nên là mình rất là háo hức cái video clip này. Ok, không làm mất thời gian của các bạn nữa, bắt đầu thôi. Và mỹ phẩm nội địa Trung hôm nay mình dùng sẽ đến từ hãng GC. Thì mình thấy là cái hãng GC này gần đây khá là nổi ở Việt Nam, nhận được rất là nhiều những cái feedback tốt cũng như là được các bạn YouTube và các review. Cho nên là các bạn có thể thấy hôm nay mình có rất là nhiều những cái món đồ của GC, và chúng ta sẽ cùng nhau unbox và thử xem là chất lượng nó có tốt không nha. Ok, và đây là mặt của mình trước khi make up. Đúng kiểu mới vừa ngủ dậy luôn. Xin lỗi cho mọi người tại vì mặt của mình nó hơi bị sưng. Đây là sáng nay mình đã dậy và mình đã rửa mặt rồi, mình đã skin care rồi, mình đã thoa kem chống nắng hết rồi, chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ mình chỉ vào make up thôi. Một cái thùng đồ make up. Trời, khi mình mở cái thùng này ra mình hết hồn. Mình không nghĩ là bên GC có thể gửi cho mình nhiều đồ make up như vậy, và nó là full face luôn hả mọi người. Chỉ cần dùng hết đống này là mình sẽ trang điểm hết được nguyên khuôn mặt. Cho nên là ok, bắt đầu mình sẽ dùng tới em kem lót này. Bây giờ mình sẽ unbox nó luôn nha. Trời, mình rất là thích cái cảm giác unbox khui đồ mới chung với mọi người á. Ok, giờ mở ra đây. Cái này đúng không? Thật ra cái kem lót này nó có 3 màu. Thì cái màu xanh lá này á là cái màu mà dành cho những cái bạn mà da mụn giống mình á, kiểu da đỏ rồi xong có nhiều cái vết mụn này kia, thì nó sẽ giúp là cân bằng lại cái màu những cái vết mụn đó cho mình. Hổ quà không ra luôn á. Thật sự đây là lần đầu tiên mình dùng những cái em này lên mặt của mình, và mình sẽ nói cho mọi người biết là cảm nhận của mình như thế nào. Ta-da. Cực thiệt luôn á. Ok. Cho package hơi bị xịn quá. Trong này còn một cái hộp giấy nữa nha. Rồi, ở đây còn có một cái tờ, mình nghĩ là tờ hướng dẫn sử dụng quá. Đúng rồi. Rồi, đẹp quá à. Đẹp thật sự luôn á mọi người. Này, ở trên đây nó có ghi cái chữ là British Museum với GC, có nghĩa là collab giữa GC với lại cái bảo tàng Anh Quốc này. Cầm khá là chắc tay luôn á, hơi bị xinh luôn á. Ok, bây giờ mình sẽ tung nó ra. Ủa, hình như phải mở nắp phía sau, phía trong hả? Không, đâu có đâu. Vậy là bung từ từ sẽ ra. Ok rồi. Ok. Ok, hồi tối mình mới vừa xem lại cái clip mà ủa, cái chất kem nó rất là mịn luôn á mọi người. Nè, cái chất kem á y chang như là bánh kem luôn á mọi người. Cái phần kem ở trên bánh sinh nhật, bánh gato này kia, nó xốp xốp. Ôi, mình không biết có phải là mình mở ra hơi nhiều là không nữa, sức hoài chưa hết cái mặt nữa. Ok, hồi tối mình mới xem lại cái clip Get Ready With Me. Hồi mình còn đi bay hồi đầu năm á, ông nội mới đây 8 tháng rồi. Hồi ngày 1 tháng 2, mình nhớ rõ luôn. Cái hôm mình quay cái clip đó là còn mùng 4, mùng 5 tới là mọi người. Đi bay, chuyến bay đầu năm luôn. Mình bay Jakarta. Đến bây giờ mình vẫn không hiểu tại sao cái clip đó được hơn 100.000 view nữa. Thật sự không hiểu luôn. Mới làm á, mình nghĩ là không có ai xem á, cho nên là mình kiểu có sao làm vậy á, nhìn nó mắc cười lắm. Thì cái lúc đó là mới dịch xảy ra thôi à, cái này nó có nâng tông nhẹ mọi người. Là lúc đó mình mới nghỉ Tết được đúng tới mùng 2 thôi đó, là mùng 3 là mình qua Đài, xong mùng 4 là mình bay Jakarta, xong mùng 5 là mình quay clip á. Rồi cái ngày đó là mình sẽ đi về lại Đài Loan á. Trời ơi, là lúc đó là mới dịch thôi, là bắt đầu là đeo khẩu trang là giờ nhớ lại khoảng thời gian mà mới dịch á, tôi đi bay đúng cực luôn á. Từ lúc bước về công ty phải là 2 tiếng trước cái giờ bay, nó là 2 tiếng đúng không? Xong cái lễ bay 5 tiếng nữa là 7 tiếng. Xong rồi đợi khách ra hết, xong rồi đi ra khỏi sân bay, rồi xong về khách sạn phải tầm 1 tiếng mấy, 2 tiếng nữa, có nghĩa là một chuyến bay 5 tiếng mà mình đeo khẩu trang gần 9 tiếng đồng hồ. Đó là chỉ mới lại chuyến bay ngắn thôi đó nha. Ôi, mình thấy nó làm đều da mình luôn á. Nó thích quá à. Và mình cảm thấy là cái mặt của mình nó không có bị nặng á, rất là đều màu hẳn luôn á mọi người nè. Bây giờ còn trên trán mình chưa có nè. Ê, nhìn khác biệt đúng không? Hôm nay mình xin phép không make up trên trán nha, mình để máy cho đẹp, mình dỡ máy ra thấy ghê quá. Ok, mình thấy là cái em kem lót này hơi bị ok luôn á. Ok, tiếp theo ở đây sẽ là em Cushion BB Dream. Thì vừa Cushion vừa BB Dream luôn. Ok, mình rất là thích dùng Cushion hơn là dùng foundation. Cho nên là ok, mình đã được nhận một cái Cushion này. Trời, lúc nào cũng sẽ có một cái hộp đen đi kèm với sản phẩm như thế này ở trong đây. Trời, siêu đẹp luôn á, nghệ thuật quá à. Mình rất là thích những cái đẹp đẽ như thế này, nhưng mà mình rất là dốt về nghệ thuật. Mình không biết là cái màu này nó có đẹp với cái màu da của mình không nữa. Bê cứ thử thôi. Trời, cái này đúng kiểu là bót tem luôn á. Wow. Ok, mình nói tiếp. Mình phải kể chuyện từ từ, cái chuyện mình nghĩ vậy mình phải kể từ từ, mọi người thông cảm nha. Cái này có đầu đuôi đúng không? Xong rồi cái lúc đó là đi bay là hả. Ê, bây giờ mình đánh nửa mặt thử là nó có tiệp với màu da của mình không nha. Kiểu hồi đó đi bay á, lúc mà dịch tới trời cực lắm luôn. Bàn tay mình lúc nào cũng phải đeo khẩu trang, bàn tay lúc nào cũng phải đeo bao tay á. Là hồi đó đổ mồ hôi á. Các bạn biết rồi đó, cái tay đổ mồ hôi. Mà trong cái bao tay nữa là hồi cái tay mình nó bị mớp á mọi người. Nó kiểu ẩm ướt quá á. Rồi xong khẩu trang đeo này kia trong khoảng thời gian lâu, không dám ăn uống gì luôn á. Về tới khách sạn á là cái mũi lúc nào cũng đỏ quét. Tại vì cái lằn của cái khẩu trang á. Rồi tới cuối tháng 2 đầu tháng 3 là mình có một cái chuyến mà nó rất là dài. Cái chuyến đó mình đi là 10 ngày. Tại vì mình đi combo á. Khoan em để coi cái mặt của mình. Không biết bao nhiêu phấn nổi đầy đủ nữa. Mình cảm thấy là mình chỉ muốn đánh một cái lớp nhẹ thôi. Mình thấy các bạn không mừng. Này là đánh rồi. Bên đây chưa đánh. À, màu này hợp tiệp vào da mình á. Đi combo nghĩa là sao? Nghĩa là vừa một chuyến ngắn vừa một chuyến dài. Mà một chuyến ngắn á, thường á là đi quay đầu hoặc là đi ở là một đêm overnight, giống như là cái chuyến Jakarta mà trong cái clip Get Ready With Me nãy mình kể, là cái chuyến là chuyến overnight á. Hình như mình nhớ là lúc đó mình cũng đi một cái chuyến overnight, hình như mình đi Bali hay sao á. Rồi xong mình đi thêm một cái chuyến New York nữa. Cho nên là cái ngày hôm đó là mình xuất phát ở Việt Nam là ngày 27 tháng 2, tháng 2 đúng không? Đó là đánh thêm cái nữa nó sáng quá. Hay cả vậy mới là make up. Còn mọi người biết là trong cái chuyến Mỹ á, là cái chuyến New York là cái chuyến dài nhất luôn. Dài lắm luôn, tại vì á bay New York là hả, lúc nào cũng là 14 15 tiếng đồng hồ trở lên không à. Không bao giờ ít hơn chứ á, rất là xa. Cho nên là cái chuyến đó mình đi từ cuối tháng 2 27 tháng 2 cho đến 9 tháng 3 mình mới về, là 10 ngày luôn mọi người. 27 tháng 2 mình đi đúng không? Xong mà cái mình qua bển. Cái thường là giữa một cái combo vậy mình sẽ có một ngày ở đài để mình nghỉ ngơi mình mới bay được cái chuyến New York, tại vì cái chuyến New York nó tính là ultra long haul flight á. Trời ơi, giờ mình đánh cái mặt. Ôi mẹ, đánh cái mặt trắng nhách mất cùi quá. Trời, mới nãy đánh nhẹ được rồi. Bây giờ đánh cái mặt trắng nhách thấy ghê không? Giờ hả, nó màu mặt với màu cổ kìa. Ôi mẹ, nhìn như hát bội á. Thôi mình đánh trên tóc của mình cho nó có một tí rồi. Xong rồi á, cái ngày hôm đó là mình đi chơi. Mình lúc đó là mình nghĩ là ai mà follow mình, ai mà subscribe kênh mình từ hồi tháng 2 á, là mọi người sẽ biết là mình có đi chơi này kia ở Đài Loan á. Mình lên một cái chỗ là Du Lĩnh Farm á, mình ngắm hoa đào. Xong cái đó gọi là còn vô tư lắm. Lúc đó cũng có dịch bệnh nhưng mà đi chơi thì vẫn đi chơi thôi. Tại vì ở Đài Loan cũng khá là an toàn á. Xong bắt đầu đi bay tới New York. Trời, mình kể mọi người nghe cái chuyến New York. Cái chuyến đó lúc mà mình đi á là chưa có chuyện gì xảy ra hết. Mình cũng rất là hồi hộp. Tại lúc đó là kiểu mới bắt đầu nổ ra cái dịch đó, thì bắt đầu là nhịp càng mỗi ngày đọc tin tức thì mỗi càng nhiều nơi nó bắt đầu có trở thành ổ dịch đúng không? Cái này đẹp quá, đẹp thiệt luôn á. Mình thấy là nhìn cũng mút đó. Tiếp theo là phấn phủ để mình cất lại vô hộp. Lúc đó là mình ở New York nhưng mình cũng đánh thành thật, tại vì lúc đó là New York chưa xảy ra chuyện gì hết. Cái này là ui trời, cái này là phấn phủ kiềm dầu kháng nước luôn, ghê. Mình ở bển, ban đầu cái chuyến New York của mình chỉ có 3 ngày thôi. Sau đó thành 4 ngày, nó đổi lịch thành 4 ngày, đáng lẽ là hả? Ngày 7 tháng 3 là mình đã về ngược lại Đài Loan, rồi ngày 8 tháng 3 là mình về Việt Nam, mà nó đổi thêm, mình ở thêm một ngày ở New York nữa, cho nên là ngày 8 tháng 3 mình mới về tới Đài Loan, rồi ngày 9 tháng 3 mình mới về tới Việt Nam. Cũng hơi tự tin, kiểu ở New York đọc tin tức thấy chưa có gì cho nên là cũng hơi an tâm. Cho nên là cứ đi ra ngoài đi mua đồ như bình thường, tại vì mình qua Mỹ mình rất là hay đi siêu thị này kia, đi chơi kiểu các bạn tưởng tượng á. Ở 3-4 ngày mình đã ở trong phòng đúng không? Mình rất là thích đi mall để mình mua đồ, đi xem đồ thôi. Trời ơi, đẹp quá à. Cái này là kiểu nó in mấy cái bức tranh nghệ thuật lên trên này á. Xịn ghê luôn mọi người, xịn dã man luôn á. Cũng mà khoan nha. Cái vấn đề ở đây á, nó có, mình tưởng nó chỉ cho phấn phủ không cho cái thì mình cũng không có gì để mình đánh luôn á. Mình ra ngoài không ai đeo khẩu trang luôn mọi người. Mình có một cái clip Ở đây mình sẽ để ở đây cho mọi người xem nha. Mình đi Costco mình mua đồ á, không một ai đeo khẩu trang hết ngoài mình ra. Và hôm đó là rất là đông luôn. Mình không nhớ hôm đó cuối tuần hay sao á, mà mình nhớ mình đứng đợi để tính tiền á, một cái line rất là dài luôn, rất là đông mới tới lượt mình. Wow. Mình sẽ nói phấn phủ bình thường, mình ít khi nào sử dụng phấn phủ lắm. Thật sự là mình makeup không có chuyên nghiệp và mình rất là ghét. Phấn nó bay. Mình rất là ghét mà dày quá. Ôi. Rồi. Ơi nhìn y chang như mà là mặt bên đây của mình dùng hiệu ứng làm mịn da mọi người nè, rõ ràng luôn á. Mình có thấy bên đây nhìn nó mịn hơn hẳn không? Ôi mịn màu ghê. Không có ai đeo khẩu trang hết, tại vì bình thường cũng biết rồi mà, ở bển tụi nó không có chịu đeo khẩu trang. Mà lúc đó chưa dịch nữa, mình đeo khẩu trang mình sợ thôi, mà thật sự là cho dù dịch hay không dịch thì lúc nào mình đi ra đường mình cũng đeo khẩu trang hết, cho dù đi qua Mỹ hay đi đâu châu Âu này kia lúc nào cũng đeo khẩu trang kia. Hôm đó ha, là cái lúc mà mình mua đồ xong mình xuống Ulta mình ngồi á, là em mình nó báo là vụ mà bệnh nhân 17 nổ ra đó, cô gái ở Hà Nội đó. Là xong rồi cái hôm đó mình đọc cái tin là có một luật sư ở New York mới vừa phát hiện là bị nhiễm Covid, là bệnh nhân đầu tiên của New York luôn á. Là hôm đó khi mình đi về á, là tại vì mình đi xe khách sạn á, xe khách sạn nó sẽ dẫn, nó sẽ có cái xe để nó dẫn đi tới những cái mall, những cái siêu thị này kia cho mình á. Thì ông đó mới nói là mới có cái case đầu tiên ở New York, đó là cái ông luật sư đó. Và mình thì bắt đầu mình hơi rén, mình hơi sợ rồi đó. Đây, bây giờ mình đã đánh xong phấn phủ, trời nó bật tông xong với cái mặt, ô lộn xong với cái cổ mình cười. Xinh quá à. Mình kiểu nói mấy cái xinh xinh, các bạn nào mà thích mấy cái đồ nghệ thuật này kia kiểu để lên bàn trang điểm nhìn nó sang hẳn luôn á. Ok, tiếp thì sẽ là cái chân mày nha. Chân mày này là 3 trong 1, cho nên là ok mình sẽ khui xem 3 trong 1 là như thế nào nha. Ok xong rồi á, bắt đầu mình rén rồi, bắt đầu có ca đầu tiên là cũng hơi sợ rồi nha. Xong rồi khi mà mình về tới Việt Nam á thì bắt đầu New York bùng lên. Trời, những cái ngày sau đó mình mới Việt Nam thì bắt đầu New York trở thành một cái ổ dịch, một trong những cái ổ dịch mới mà kiểu đông nhất của nước Mỹ luôn á. Trời, mình bắt đầu mình rất là lo, tại vì thật sự lúc đó là mình ra ngoài khá là nhiều, mình đi siêu thị rồi mình đi mall rồi mình đi đủ nơi trơn á. Mình nghĩ trời, có khi nào một trong những cái người mà mình tiếp xúc người ta bị không? Tại lúc đó kiểu như mình ở ổ dịch mà mình không hề hay biết gì đó, sau khi mình về nó mới thành cái ổ dịch đó. Trời kiểu ghê lắm, cảm giác ghê lắm, mọi người có hiểu cảm giác không? Mà may mắn là mình không có chuyện gì hết. Thì lúc đó mình về tới Việt Nam thì đáng lẽ là cái đợt tháng 3 của mình sau đó là còn một cái chuyến Canada nữa. Mình nhớ mình có làm một cái clip là kiểu đại dịch Covid-19 ở đây nè. Mình có kể là sau đó mình sẽ đi, mình còn đi chuyến Canada nữa. Rồi để trong một cái hộp y chang như là mấy cái cây viết mái á, nó xịn xịn á. Trời ơi, nhìn sang ghê luôn á mọi người. Để vậy nè. Ok mình sẽ lấy ra. Bây giờ ba đầu, bây giờ mình sẽ coi coi ba đầu là sao nha. À cái này là, chỗ này là bút kẻ. Ok bây giờ mình xin phép mình tập trung, mình ngừng nói chuyện tí nha, để mình tập trung mình kẻ chân mày. Tại vì cái chân mày là cái phần mà mình kẻ xấu nhất, mình kẻ hên xui nhất, hên nó mới đẹp còn xui thì nó xấu. Đây mình sẽ tập trung cái để cho mọi người cùng nhìn với mình chứ. Quên nữa, mình quên coi màu này màu gì nữa. Màu này màu gì ta? Màu nâu nâu. Hên không phải màu đen. Ok xương xương vậy đi. Trở lại. Đây mình đóng cái đầu này lại cho tụi mình mở cái đầu kia ra. Ê, cái này là cái gì ha? Cái này nó giống như là tô màu hả? Đúng không mọi người? Xin lỗi hãy tha thứ cho mình rất là quê mùa. Ok mình sẽ phi nó lên đây. Giống như tô màu mọi người. Cái kia giống như mình kẻ sẵn cái đường đúng không? Và cái này mình tô kiểu điền vô chỗ trống á. Xong rồi. Cái thứ ba là cái gì đây? Ê, phải bỏ gì không? Đúng rồi, xoay lại. Cái ba bên này. Cái bên này sẽ là cái đầu chải cho nó đều. Trời xịn quá à. Ok không? Mình thấy ok rồi đó. Ok vậy nốt bên này. Thật ra là mình còn một chuyến Canada nữa đúng không? Nhưng mà trước đó là mình sẽ renew visa. Tại vì tiếp viên Việt tụi mình là mỗi năm là phải đi phỏng vấn visa là một lần, visa Mỹ á. Xin lỗi, phỏng vấn visa Mỹ là một lần. Mình lên mình renew visa, mọi người có biết không? Mình renew visa ở cái lãnh sự quán Mỹ xong là sau đó lãnh sự quán đóng cửa luôn. Có nghĩa là nghỉ dịch, bắt đầu dịch nó kéo tới mọi người. Trời ơi hên quá trời hên luôn á, có nghĩa là mình vừa mới xong xuôi cái phỏng vấn luôn, vừa nhận được lại cái passport luôn á. Là đại sứ quán nó nghỉ dịch đóng cửa luôn. Rồi xong bắt đầu mọi thứ nạp tới là lịch bay của mình nó thay đổi thành DO hết. DO nghĩa là ngày nghỉ á, có nghĩa là không đi bay nữa. Cái chuyến Canada của mình nó cũng hủy luôn, rồi chuyến gì cuối tháng của mình nó cũng hủy luôn. Đó là mình về tới Việt Nam ngày 9 tháng 3 cho tới ngày hôm nay. Hôm nay mình đăng cái clip này lên chắc cũng là 10 tháng 10 đúng không? 9 tháng 3 cho đến 10 tháng 10 là 7 tháng rồi đó mọi người. 7 tháng mình chỉ ở nhà thôi. Mà khoan, chưa tới hôm nay nữa, mình kể tiếp. Bắt đầu lúc mà khoảng thời gian mới nghỉ dịch đó bắt đầu rất là lo lắng luôn. Nhưng mà may mắn là công ty mình á có cho luôn cơ bản. Thích cái này rồi nha, tại vì á nó có thể điều khiển được cái lượng, nó không có ra đậm mọi người, nó rất là nhạt, cho nên là mình có thể là tán nó đều. Trời mình, trời kể chân mày đúng đẹp luôn á trời. Mình không xin lỗi nha, tại mình tự thấy đẹp, tại vì mình kể chân mày khá là xấu cho nên mình thấy là cái chân mày hôm nay mình kể nhìn nó khá là ok luôn á. Trời ơi, cái ba đầu này mình thích rồi nha. Lần đầu tiên mình được trải nghiệm cái ba đầu này á. Bình thường là chỉ hai đầu thôi đúng không? Đó, rồi bây giờ mình sẽ trải sơ sơ lại. Trời hơi bị đỉnh luôn á trời. Xong cái chân mày mình thích mắt. Trời ơi, cái hình này là hình con mèo đúng không? Còn đây là hình vua hả? Vua Ai Cập đúng không? Trời ơi, đẹp quá à. Bây giờ mình sẽ khui hết hai em này ra để coi là cái bảng màu bên trong nó là màu gì nha. Biết mình có xài được không nữa, tại vì mình rất là cùi bắp. Xong rồi á, nghỉ dịch rất là hoang mang luôn, nhưng mà hơn là công ty có lương cơ bản, nhưng mà thật sự là đúng là có đỡ hơn không, nhưng mà sự lương cơ bản thì nó cũng chỉ bằng 1/3 lương bình thường tụi mình thôi. Có nghĩa là bây giờ tự nhiên ở nhà cái không có đi làm được rồi, xong thu nhập nó cũng giảm xuống, nhưng mà những cái hóa đơn mình vẫn phải trả như thường. Đầu mọi người ban đầu thì còn cầm cự được, nhưng mà thật sự rất là hên gì nếu là cũng phải có một cái khoản tiền để mình thủ cho bản thân, thì hên là lúc đó mình vẫn còn một số tiền để mình có thể sống, nhưng mà mình nghĩ là chừng 2-3 tháng thôi. Wow. Trời ơi, đẹp quá à. Để mình mở bên trong mọi người coi. Trời ơi, hơi bị xịn luôn. Trời, ở đây còn có ngôi sao nữa mọi người. Kiểu mấy ngôi sao mà để dán mắt cho nó lấp la lấp lánh á. Mấy cái màu này kiểu đi tiệc rất là hợp luôn á. Ok, để em này đây. Trời ơi, đẹp quá. Khui tiếp em kia. Có nghĩa là mình nghĩ cái số tiền mà mình có lúc đó là mình sẽ có thể sống ổn 2-3 tháng, nhưng mà bây giờ là 7 tháng luôn rồi mọi người. Cũng hy vọng là mau hết dịch, nhưng mà khoảng thời gian đó kiểu rất là bắt đầu dịch nó nổi lên đủ tất cả mọi nơi mỗi ngày. Cái lượng người bị lại càng tăng lên. Nhưng mà Việt Nam của mình rất là may là đã kiểm soát dịch rất là tốt luôn á, rất là tốt. Nhưng mà các bạn nghĩ coi, tiếp viên Việt của tụi mình bay ở cái hãng Đài Loan á là khoan. Để em mở này ra. Để mình nói xong đã. Đa số là mình sẽ bay những cái nước Đông Nam Á, rồi mình sẽ bay những cái nước như là Mỹ, Canada, châu Âu này kia, mà mọi người nghĩ là Việt Nam mình rất là an toàn rồi, nhưng mà những cái nước mà tụi mình hay bay á thì nó lại không an toàn. Mỗi ngày nó lên cấp số nhân luôn á, xung quanh Đông Nam Á của mình cũng đâu có an toàn đâu, đúng không? Rồi Mỹ là càng không an toàn nữa, cho nên là tụi mình tuy là ở Việt Nam rất là tốt, cũng ở Đài Loan cũng kiểm soát được dịch rất là tốt, nhưng mà đâu có ý nghĩa gì đâu khi mà tụi mình chủ yếu là bay những cái nước khác, đúng không? Cho nên là mỗi ngày tụi mình đều cố gắng cầu nguyện. Wow. Ê, cái bảng màu này có nhiều màu lạ ghê ha. Màu vàng, màu xanh lá nè. Bảng nào bây giờ? Bây giờ make up bảng nào? Thật ra là đứa gà như mình thì make up bảng nào nó cũng không có gì khác biệt lắm. Là cái hộp này tuy là có nhiều màu lạ nhưng mà nó cũng có nhiều cái màu mình hay dùng hơn. Màu cánh hồng khô mình nghĩ là nó ok hơn. Bây giờ mình sẽ đánh cái base, mình sẽ đánh cái màu trắng hồng này trước. Ê, ở đây có kiến mà sao mình không xài? Bắt đầu á, mọi người phải kiếm cái cách để mình kiếm sống trong khoảng thời gian nghỉ dịch này, đúng không? Ở công ty ở bên Đài Loan cũng khá là quan tâm là không biết là tiếp viên Việt Nam tụi mình làm kiểu cái khoảng thời gian ở nhà này sẽ làm gì á, cho nên là có hỏi tụi mình làm một cái clip là kiểu ở nhà sẽ làm gì trong cái khoảng thời gian nghỉ dịch này, và mình là cái đứa mà kiểu đứng ra xung phong là mình sẽ làm clip tổng hợp lại để gửi kia, lại vì mình làm clip cũng quen rồi cho mình giúp với sư tỷ. Và khi mình nhận được mình đánh cái này xong mình sẽ đánh cái màu cái á, mình đứng ra mình nhận, mình sẽ giúp mọi người. Trời lúc đó mình mới được coi những cái clip của mấy tỷ á, trời mình rất là ủng hộ mọi người luôn á. Ví dụ mình ở nhà mình làm YouTube thì không nói đi ha, xong rồi á mấy tỷ ha đi học makeup chuyên nghiệp trời rất là đẹp luôn á, học tiếng Trung nữa. Trời ơi sao mình có thể siêng đến như vậy, nói tiếng Trung rất là hay luôn. Học makeup, học tiếng Trung, học đấm box, học boxing á, rồi học đan len. Ôi mẹ ơi, hay là mai bá, mai đồ, có những cái máy khâu nhỏ tự mai đồ. Xong mấy tỷ đi du lịch rồi đi làm từ thiện. Trời có rất là nhiều những cái hoạt động mình coi, xong mình ngưỡng mộ, mình thấy mình kiểu một người thất bại á mọi người. Chị ở nhà chứ không làm gì hết. Mình thì chỉ ở nhà làm YouTube với mọi người thôi. Giờ mình sẽ đánh cái màu cánh hồng. Cái này chắc là dùng cọ nó sẽ ấy hơn á mọi người, mà xin lỗi nhau mình không có dùng cọ, tại vì mình dùng tay quen rồi, nhưng mình cũng không có cọ không mình dùng. Trời ơi, mình thích quá. Một cái bảng màu như thế này là có 16 màu mọi người, mà hai bảng. Trời mình đánh không biết bao giờ mới hết được luôn á. Bây giờ mới dùng cái cọ nè. Ok, giờ mình sẽ dùng cái cọ để mình đánh cái phần mắt dưới cho nó sâu chút. Thật sự là mình rất là biết ơn công ty của mình đã có thể nuôi mấy trăm tiếp viên ở nhà như tụi mình trong vòng 7 tháng qua, thật sự rất là biết ơn luôn á. Mà hả, hồi tháng 6 còn thêm cái thưởng giữa năm nữa chứ, còn thêm một cái thưởng giữa năm nữa. Tại vì thường công ty mình là giữa năm là nó sẽ cuối một năm nó sẽ tổng kết những cái lợi nhuận của năm đó, rồi nó sẽ share, gọi là profit share, share ra cho tất cả nhân viên được bao nhiêu đó, rồi bắt đầu giữa năm sau là nó sẽ gửi cái tiền thưởng đó. Ok, bây giờ mình sẽ đánh tới cái đầu mắt, mình sẽ chọn cái màu trắng nhũ á mọi người, kiểu cho nó sáng sáng cái mắt mình lên, nó lấp lánh lánh. Ui thiệt ha, mà hãy lấp lánh không, thấy mình lấp lánh không? Mình nhớ rồi, ngoài cái bảng mắt này còn một cái nữa mà mình phải test. Đây, cái này là kiểu nhũ á mọi người, mình ban đầu mình tưởng nó là cây son không á, nhưng mà thật ra không phải, nó không phải là cây son. Mình sẽ khui ra thử nha, tới 2 cây, mình nghĩ là 2 màu khác nhau. Lấp lánh mà mình đúng kiểu cái mình đang cần luôn á. Mình thích lấp lánh mà mình chưa có cái nào để mình ưng ý mình xài hết. Trời ơi, wow, hơi bị đẹp luôn á. Màu này là màu hồng đúng không? Ánh hồng. Còn một cây nữa để mình nở nó. Cái tiền thưởng á, tuy là nó cũng không nhiều lắm, nhưng mà cảm thấy rất là ấm lòng giữa cái lúc mà mình đang rất khó khăn như thế này á, mà công ty vẫn tiền thưởng cho tụi mình, cho nên cảm thấy rất là cảm kích. Nhưng mà nói chung là ai cũng phải kiếm sống mà mọi người. Thật sự là lương cơ bản nó không đủ. Với những cái chị mà kiểu phải chăm lo cho gia đình, chăm lo cho con cái này kia thì làm sao mà đủ đúng không? Thì mọi người cũng phải kiếm một cái công việc gì đó để mọi người làm tạm thời trong cái khoảng thời gian này. Ai cũng phải vậy thôi. Còn mình thì mình may mắn là mình có cái YouTube may mắn thật sự luôn, và may mắn là được sự ủng hộ của mọi người, cho nên là mình mới có thể cuộc sống của mình nó ổn một chút. Wow. Ủa? Em mọi người thấy giống nhau không? Không, nó có khác biệt nhẹ. Không biết mọi người có nhìn ra được cái sự khác biệt của nó không? Nhưng mà nó khác biệt rất là nhẹ thôi, nhìn được mà đúng không? Đó, một cái là màu cam, một cái màu hồng đúng không mọi người? Ok, bây giờ mình mắt của mình ủa mình nhớ mình đánh cánh hồng khô mà sao nó ra màu cam cam. Ok, giờ mình sẽ đánh màu cam ra nha, tại vì lỡ màu cam rồi cho nên mình sẽ thử cái màu cam. Wow, em đánh thẳng ra luôn hả? Hồi nãy giờ mình chưa có xài cái này, nhưng mà không biết là có phải là mình sẽ đánh thẳng ra luôn không? Ồ, hay là mình quẹt một cái rồi mình tán ra đúng không? Mình nghĩ vậy. Ôi trời ơi, lấp lánh đúng đẹp đúng không mọi người? Để đánh nút mình. À, mình quẹt, mình không biết mình đang có xài đúng không nữa. Nếu mà xài sai mọi người đừng cười nha, sorry. Tại mình hơi bị gà trong cái việc mà xài những cái đồ make up mà kiểu rất chuyên nghiệp như thế này á chứ. Wow, nó đánh rồi nè. Hay là đánh ở dưới luôn ta. Mà thôi đi, mình đừng nên lạm dụng á, mình không biết thì bớt lại đi. Em thấy là khá là ok á. Tiếp theo mình sẽ kẻ mắt nước. Đây. Thực ra là mọi người cũng biết rồi đó, mình rất ít khi kẻ mắt. Tại vì sao? Tại mình kẻ mắt rất là xấu. Nhưng mà ok, hôm nay mình sẽ thử cái kẻ mắt này xem mà nó có dễ cho những cái đứa mà kiểu mắt gấp gà như mình không nha. Trời ơi, xịn quá à. Nhìn đẹp ghê á. Màu đen đúng không? Black Lasting Eyeliner. Ok, bây giờ mình sẽ thử kẻ mắt nước này. Mình nghĩ là kẻ mình cũng phải rất là tập trung. Mình kẻ hơi vậy thôi ha. Mình kẻ nữa là nó sẽ bị rất là fail luôn á. Ok, mình thấy nó rất là dễ kẻ luôn á mọi người. Nó rất là dễ kẻ luôn á. Quẹt nó ra rất là đều màu luôn. Ok đúng không? Mình thấy được mà. Được so với một cái đứa mà không hay kẻ mắt và kẻ xấu như mình thì mình thấy là nó ok á. Cái phần quan trọng á là kẻ làm sao bên này mà cho nó cân đối được với bên này mới là cái vấn đề nè. Sao ta? Chết rồi. Mình sẽ cố gắng mà sẽ làm được. Được mà đúng không? Mình thấy là hai bên nó không đều nhau lắm nhưng mà mình nghĩ là nó ok rồi, mình không nên thêm miếng như này nè. Trời nhìn mắc cười luôn. Cái bên này người ta là hả tam giác lên, mình rất là sắc sảo ha, còn bên này nó uốn theo chiều gió nè. Giờ làm sao sửa? Sửa một hồi nó tày quầy một đống, mắc cười dữ. Thôi mình nghĩ là mình nên kết thúc cái việc kẻ mắt ở đây đi, mình nghĩ là nó đã ok. Ôi nhìn buồn cười nhưng mà mình cảm giác nó rất là dễ kẻ mọi người. Tại mình kẻ xấu thôi chứ nó ra rất là đều màu, mình xài mình hay bị nó vón cục lại. Cái mắt nước này là mình rất là sợ, nhưng mà mình thấy là nó kẻ rất là dễ luôn á, rất là đều, rất là mịn màng trên cái da của mình, cho mình thấy nó rất là ok. Ok, bây giờ tới mascara. Trời ơi, mình thấy là hả rất là nhiều mascara luôn á. Nè mọi người, 4 cái mascara. Trời ơi, có một cái đôi mắt à. Mình thấy hình như là nó là nhiều màu khác nhau á, tại vì đặc điểm của mascara của cái GC này á là đủ màu hết luôn, cho nên là ok mình sẽ thử xem là 4 cái này màu gì nha. Tại vì nhìn bên ngoài cũng không thể nào biết rõ là nó màu gì hết trơn, mình sẽ khui cái đầu tiên. Xong rồi cái bây giờ mọi người, khi mà mọi người thấy là ở Việt Nam của mình á, mọi thứ nó dần ổn định lại đúng không? Bắt đầu hàng không trong nước nó kiểu đã được phục hồi rồi á. Mỗi khi mà mình nhìn mấy cái bạn của mình á mà đi bay á mọi người, mình cảm thấy ơi đẹp quá à. Mình muốn đi bay á mà mình chưa được đi bay á. Ơi đẹp thiệt á, để mình xem nó là màu gì. Ê, mọi người nhìn thử coi màu này màu gì. Màu đỏ hả? Màu đỏ hay là màu nâu? Mình cũng không chắc là nó màu đỏ, màu nâu đỏ. Ok, cái đầu tiên nâu đỏ. Mở cái tiếp theo. Kiểu mình thấy đồng bạn bè của mình được đi bay á, bắt đầu mình cũng hơi nôn nôn mà mình vẫn ở nhà, vẫn chưa có lịch đi bay lại. Nhiều bạn hỏi mình có lịch đi bay chưa, đi bay lại chưa. Cái xong mình kêu là mình đang nghỉ dịch, cái nó ủa hết dịch rồi mà. Đúng là hết dịch. Nhưng mà Việt Nam mình hết dịch thôi. Thế giới vẫn còn dịch, mà trong khi mình là tiếp viên hàng không của hãng quốc tế, có nghĩa là mình bay những cái chuyến ở nước ngoài, chứ mình không phải là tiếp viên ở trong nước được bay những cái chuyến nội địa Việt Nam ở trong một cái đất nước an toàn như tụi mình. Cho nên là các bạn ở trong hãng trong nước có thể bay lại, còn mình thì mình vẫn ở nhà. Đó là lý do tại sao mình đâu có nói dối cái việc mà mình ở nhà làm cái gì. Nếu mà mình thật sự nghỉ việc thì mình sẽ nói với mọi người là mình nghỉ việc rất là đơn giản, không có gì phải giấu giếm chân á. Nhưng mà thật sự là mình chưa được đi bay lại cho mình vẫn ở nhà. Ok, mà tiếp theo. Ồ, kim tuyến màu bạc. Ê, mình vẫn chưa nghĩ ra là làm sao để mình xài cái này nha. Cái này đánh mí dưới không không? Trời, mấy đồ nghệ thuật này mình chỉ quen xài những cái đồ mà nó rất là bình thường. Rồi tiếp theo màu gì? Cho nên là mình rất là buồn luôn, và mình hứa với mọi người luôn, mình hứa là khi nào á mà mình đi bay lại được á, mình sẽ, trời ơi, mình sẽ la làng cho cả thế giới này biết luôn á. Mình sẽ thông báo trên Facebook, Instagram, YouTube này kia đủ mọi thứ để mọi người chia vui với mình. Tại biết là mọi người không chỉ một mình ngóng cái việc mình đi làm lại đâu, mình nghĩ cũng rất nhiều bạn cũng ngóng cái việc mình đi làm lại, đúng không? Ok, tới màu tiếp theo đã. Sao nó không chịu ra? Ok. Không biết có cái nào màu đen không ta? Chứ vậy là chết rồi. Cái này màu đỏ đúng không mọi người? Mọi người thấy nó màu gì vậy? Mình không biết nó màu gì luôn á. Màu đỏ. Vậy mới nãy là màu nâu hả? Ok, cái cuối cùng. Cái cuối cùng này mình hy vọng là nó màu đen nha, để mình có thể đánh được lên trên cái mắt của mình. Mình hứa là mình sẽ báo cho mọi người biết luôn, không có giữ, không có giấu giếm đâu. Mỗi lần mà mọi người hỏi đi làm đây chưa là mình cũng hơi buồn một chút á. Tại kiểu trời, mình cũng ngóng lắm luôn á. Mình cũng đang ngóng cái việc mà mình đi làm lại lắm luôn. Màu đen nha, màu đen. Yeah! Màu đen nè mọi người, mình có thể đánh được rồi. Ok, yeah, cũng có một cái màu đen. Còn mấy cái còn lại mình không biết là mấy cái màu này mình không biết là khi nào mới có thể dùng được nó luôn á. Hẹn khi nào mình học makeup chuyên nghiệp. Còn cái này thì mình sẽ, ok, bây giờ mình sẽ bấm mắt. À lộn, mình sẽ bấm mi trước cho nó cong cong rồi mình sẽ dùng cái mascara này thử xem sao. Ê, mình nghĩ là cái video này rất là dài luôn á mọi người. Tại vì mình quá nhiều đồ để mình test, mà mình còn kể chuyện này kia nữa. Thật ra là mình nghĩ cái việc nghỉ dịch như thế này á, quan trọng là mình sẽ nhìn nó như thế nào. Nếu mà mình nhìn nó theo cái nghĩa tiêu cực thì nó sẽ là tiêu cực. Còn nếu mà mình nghĩ nó theo một cái hướng mà gọi là tích cực thì nó sẽ tích cực. À, cái này nó cái đầu nó nhỏ tới nỗi mà mình nghĩ là mình có thể đánh được luôn cái hàng mi dưới. Mọi người, mình rất là thích kiểu đánh cái hàng mi dưới, nhưng mà mình chưa có kiếm được cái mascara nào mà nó đánh không bị lem á, mình rất là sợ lem. Ok, giờ mình sẽ thử đánh cái mi dưới luôn. Mọi người có thấy hơi hôi không? Cũng thấy mờ mờ, vẫn thấy mờ mờ cái mi dưới của mình. Cái ấy của nó rất là nhỏ, nó làm tơi cái mi của mình, nó không ít bị bón cục. Nghĩ theo hướng tích cực á là bạn bè của mình á tốt nghiệp ra trường rồi nó sẽ có hai kiểu, một á là sẽ ở lại Sài Gòn đi làm, hoặc là đi du học ra nước ngoài, hoặc là đi làm việc ở nước ngoài. Còn dạng thứ hai á, là sẽ chọn trở về nhà bên cạnh ba mẹ, bên cạnh gia đình, tiếp quản cái công việc làm ăn của gia đình hoặc là làm việc tại nhà này kia. Để mình là thuộc cái kiểu dạng một á, kiểu đi làm ở trên Sài Gòn từ lúc tốt nghiệp đến bây giờ là mình đi làm 3 năm rồi, là mình cứ sống xa gia đình thường xuyên. Còn bây giờ tự nhiên cái mình nghỉ dịch, mình có thời gian mình về nhà và mình ở bên cạnh ba mẹ, ông bà của mình. Tự nhiên mình có một cái khoảng thời gian tới giờ là 7 tháng rồi đúng không? Được ở nhà với gia đình kiểu nó vui sao mọi người, rất là vui luôn á. Kiểu nếu mà mình bươn chải mình kiếm tiền này kia thì mình quay lại mình thấy ba mẹ mình già lúc nào không hay, ông bà của mình già lúc nào không hay rồi đúng không? Là chắc là lúc đó mình sẽ cảm thấy rất là hối hận, tại vì kiểu mình không có bên cạnh gia đình của mình nhiều á, không bên cạnh ba mẹ của mình, người thân của mình để mình nhìn thấy họ hàng ngày, để mình ăn chung một bữa cơm, quây quần ở bên nhau những cái ngày lễ lớn như là Trung thu vừa rồi. Mình được ở nhà với ba mẹ mình Trung thu cắt bánh, Trung thu ra ăn rồi uống trà nói chuyện với nhau, trời ơi, rất là vui luôn á. Hình như là lâu lắm rồi mới có một cái Trung thu mà kiểu cả nhà quay quần bên nhau. Đó, thì tự nhiên mình lại có nhiều cái thời gian ở bên cạnh gia đình của mình. Mà những cái thứ đó tiền bạc nó không có mua được, đúng không? Tiền bạc nó không mua được, rất là quý giá. Cho nên là mình cảm thấy cái điều đó là cái điều mà nó rất là tốt. Nó là một cái mặt mà mình cảm thấy rất là vui, vì mình có thể có được cái cơ hội ở nhà chung với gia đình của mình. Ok, đánh cái mắt xong rồi. Ê, đẹp quá à. Mình không biết là mọi người có đẹp không, nhưng mà mình thấy mình đẹp. À không, thấy cái mắt của mình đánh đẹp. Ok, tiếp theo là xong phần mắt rồi, bây giờ tới má hồng. Thật ra là không có má hồng ở đây nhưng mà mình không sao. Hồi nãy dòng make up của mình, má hồng là một là mình dùng phấn mắt, hai là mình dùng son môi, nhưng mà ok bây giờ mình sẽ dùng phấn mắt. Mình sẽ đánh cái màu hoa hồng khô mới nãy lên mắt luôn, có lộn lên má luôn. Trời ơi, easy, quá dễ. Mình thích kiểu đánh nó hồng đỏ. Mình đánh một chút qua mũi cái nha. Mình thích kiểu đó. Kiểu cái má của mình nó hồng nhìn nó rất là cute luôn á mọi người. Cho nên là ngoài những cái mặt mà nó tiêu cực một chút, nhưng hồi nãy giờ mình rất là hay bay nhảy, mà mọi người follow Instagram với lại là xem cái intro trên cái YouTube của mình là mình cũng biết rồi, mình khoái đi chơi, khoái chụp hình này kia đúng không? Thích rất là nhiều luôn. Nhưng mà bây giờ ở nhà giống như là bị nhốt ở trong lòng á. Cái này muốn nghĩ tiêu cực thì nó cũng sẽ ra tiêu cực, muốn nghĩ tích cực thì nó cũng sẽ ra tích cực. Quan trọng á là mình chọn nghĩ như thế nào để mình có thể thích nghi được cái hoàn cảnh. Ok, tiếp theo là một cái mà rất là hoành tráng luôn mọi người biết là gì không? Son. Mọi người có biết không? Gửi cho mình 8 cây son mọi người, trời ơi. Đây nè, đây là son tin. Đó, là 3 cây son tin ha. 5 cây son thổi. Ôi mẹ ơi, có một cái môi mà gửi 8 cây son là sao mình quánh cho nó hết mọi người. Mình không biết đánh làm sao với mấy cái son này luôn á. Thôi bây giờ mình cứ khui ra trước đi. Thôi khui ra trước đi, mình thích mà nào mình đánh vào đó. Vậy đi. Giờ mình sẽ khui 3 em son tin này trước nha. Trời, nhìn không biết là cái hộp son luôn á mọi người. Hơn là cái chữ lip lace ở đây nè, mình mới biết là nó là son á. À, bây giờ mình biết cái cách mở nha. Ở đây nó có một cái dây ngang này nè. Đó, rồi mình mới mở được lên trên. Mở nãy giờ muốn hết trơn luôn mới nhận ra được cái cách mở. Cho mình ơi. Trời ơi, chỉ là son thôi mà. Trời ơi, cái mùi mới. Mùi rất ghê. Trời. Trời ơi, nhìn sang quá à. Màu này là màu gì đây? Màu này là màu 727. Ok. Có một cái mùi nhẹ nhẹ. Màu này là cái màu này màu cánh hồng khô luôn á mọi người. Cái màu này hợp nè, cũng không hợp lắm. Nhưng mà mình nghĩ nó hợp, hồi đánh lên nó sẽ hợp. Bây giờ mình sẽ xóa hai tay hả ta? Để xóa hai tay thử nha. Xin bóng có nhũ nữa mọi người. Đen thứ hai. Đó, bây giờ mình đã biết mở một cách chuyên nghiệp hơn. Màu này là màu 725. Cũng vậy. Cái màu này mấy màu này giống nhau ha. Đây đây hả? Màu này màu cam nhiều hơn đúng không? Đúng không? Mình thấy nó cam nhiều hơn đúng rồi. Ok, tới cây thứ ba. Ui, màu này màu hồng lắm, hồng luôn á. Wow. Để coi màu này màu gì nha. Màu này 722. Ok, ba màu. Mà mình cũng không biết gọi tên nó chính xác là cái gì nữa. Mình thấy nó cũng trượt. Ôi mình thích, em muốn đánh thử quá. Bây giờ mình sẽ đánh thử cái son tin này nghe, có gì lát mà mình sẽ tẩy trang hả? Muốn đánh thử quá à. Cái màu này đẹp quá à. Cái màu 722 nè. Ok, mình sẽ đánh thử. Mình thích thì mình cứ đánh thử thôi. Thôi cái son này là mình nhớ mấy cái son mà kiểu mình xài hồi đầu đời á mọi người. Mấy cái son tin mà nhỏ lùng vậy nè, y chang vậy luôn á. Nhìn rất là cute luôn á. Như kiểu là học sinh cấp 2, cấp 3 á. Đúng không? Son tin hồng ở trong lòng môi này nè. Ê mà thơm, cái mùi rất là dễ chịu luôn á. Ê xinh mà đúng không? Ừ, thôi cho mình xin miếng son gì đi. Nãy giờ nhìn cái mặt của mình nó, nhìn cái môi mình nó 8 mét ghê quá. Trời quá trời luôn á, mình không biết là tại sao lại có thể gửi nhiều như vậy cho mình trong khi mình chỉ có một cái môi thôi. Nhưng mà cũng rất là cảm ơn, tại vì nhờ gửi nhiều thì mình mới có clip này cho mọi người coi. Thật ra bây giờ cuộc sống của mình nó cũng khá là ổn ổn khi mình có một cái kênh YouTube như thế này. Kiểu vui á mọi người, kiểu cuộc sống không có bị nhàm chán á. Giống như mình đổi một cái cuộc sống nó hơi mới một chút. Trời ôi, lúc nào cũng có một cái hộp giấy như thế này ở trong hộp, giữ cho cái son nó không bị chạy tới chạy lui trong cái quá trình vận chuyển á. Trời đẹp quá à. Trời ơi, nhìn nó. Wow. Hơi bị sang luôn á. Wow. Ê, đẹp lắm luôn á mọi người, thề. Mình không có nói cái màu đẹp nha, mình chỉ nói là cái thiết kế, cái hình dáng này kia của cây son á. Ê, cái đầu nhọn này mình có thể viền môi được nè. Màu này màu gì ta? Màu này đỏ đất hả? Mọi người thấy có phải đỏ đất không? Mình nghĩ nó là đỏ đất. Bây giờ mình sẽ swipe ra tay mình trước nha. Ở trên đây là 3 cái cm nè đúng không? Bây giờ ở dưới đây sẽ là ok. Này là màu mấy ta? 204. 204. Ok, cây son tiếp theo. Màu này là màu 205. Wow. Ê, cái màu đỏ này nhìn hơi bị quyền lực luôn á. Đỏ tươi á mọi người. Mình làm như mình sợ tốn son hay sao, mình swatch nó rất là nhẹ nhàng luôn á. Tại vì mình không mới nhìn, nếu mà swatch mạnh tay cũng hơi uổng đúng không? Uổng. Cái tiếp theo. Cái này 203. Cái màu này màu hồng đất rồi đó. Hồng đất hay sao mọi người? Đúng rồi, hồng san hô á, kiểu vậy á. Thế chắc mọi người không nhìn được rõ cái màu đó ha, trừ khi nào mình đánh lên môi thôi, nhưng mà mình mình cố gắng diễn tả cái màu cho mọi người nghe. Ủa cái này nãy giờ mấy cái này màu trắng, sao cái này lại màu đen ha. Công nhận có son nhìn vô khác đúng không? Nhìn thấy nó có sức sống hẳn luôn. Ô nãy giờ mình phát hiện trong mấy cái son này có một cái hình chắc là của nam nghệ sĩ nào đó ở Trung Quốc, mình chả biết, kiểu chắc là kiểu đại diện á, mình không để ý luôn á. Nãy giờ mình chỉ đo nhìn son thôi á, tại mình cũng đâu biết cái gì về C-pop đâu. Mà này là màu 202. Ủa cái này là đỏ đậm luôn á mọi người, cái này là gu mình nè, gu mình. Mình rất là khoái những cái màu đỏ đậm. Ok mình sẽ nhớ cây này màu 202 để một hồi mình đánh cái này nha, tại mình khoái cái màu này. Ok chốt đơn. Ê đánh lên thì mình lại thấy nó màu cam đúng không? Sau khi đánh lên ta mình lại thấy màu cam, nhưng mà rõ ràng ở đây mình lại thấy nó màu đỏ đậm ta. Sau cái son này vẫn còn một thứ nữa, cũng chưa hết đâu mọi người. Cái clip này rất là dài rồi đúng không? Các bạn có thích cái cảm giác unbox, cái cảm giác khui đồ mới không á, chứ mình rất là thích luôn á, mà tại mình không có điều kiện để mình làm nhiều cho nên là cái son cuối cùng. Mà này màu cam nút đúng không ta? Cam sen hô đúng không? Mình nghĩ là vậy á. Đúng rồi nè, cam nút đó. Ok bây giờ mình sẽ đánh cái màu mình thích, đó là màu 202 đúng không? Bây giờ mình nhìn mà mình nhớ nó màu gì chết liền luôn á. Nhưng mà mình nghĩ là sau khi mình edit clip thì mình có thể ghi cho mọi người biết là mỗi màu họ gì, nhưng mà mình sẽ cái môi mà mình đang đánh á là 722. Cái son tin này kia rất là nhẹ nhàng, kiểu cho học sinh á, đây đi học rất là tự nhiên luôn. Ủa còn giờ mình sẽ đánh 202 của mình. Ủa phải không? Ủa 2203 không phải 202. Ủa à đây 22 đây. Ok bây giờ mình sẽ đánh cái màu, mình kệ mình cứ đánh đè lên, không biết nó có ra gì không nữa, hay mình phải tẩy trang ta. Nó kệ đi. Cái mình sẽ thử lên, giờ mà còn đi tẩy trang nữa lùi lắm, không được, phải tẩy. Ok đợi mình tí nha. Ok mình đã tẩy trang môi xong rồi, bây giờ mình sẽ thử cái màu mình thích, màu đỏ đậm. Ê mọi người ơi, mình nhận ra cái son này nè, nó đánh ra cái màu á rất là nhạt luôn á, có nghĩa là nó nhìn nó như vậy đúng không? Mình tưởng là mình đánh lên nó sẽ đậm lắm nhưng mà không, nó ra những cái lớp nhạt từ từ, mình đánh từ từ. Mình nghĩ đây là màu đỏ đậm mà tại sao nó lên màu mình lại ra màu cam như thế này mọi người? Tại sao vậy? Tại sao lại ra màu cam? Mình sẽ thử mix thêm xem sao. Mình sẽ mix nhiều màu. Ok ở đây cái mình sẽ mix cái màu này nha. Mà bây giờ cơ mình cũng không nhớ màu đó màu gì nữa, không phải màu này, mình phải kiếm lại cái màu đó, hay mình mix màu đỏ này ta. Ok mình sẽ mix cái màu hôm nay là 202 với màu này là 205. Mình thử coi nó ra màu gì nha. Màu này màu đỏ, màu này màu cam đúng không? Một cái đặc điểm mình thích cái son này là vậy á, nó không có lên màu rất là đậm mà bạn phải tán nhiều lần á, thì lúc đó mình sẽ điều khiển được là cái màu môi mà mình muốn nó như thế nào, nó đậm hay nó nhẹ, là mình đánh lên từ từ, khi nào mình thấy nó đậm vừa đủ rồi thì mình ngừng lại thôi. Mình sẽ không cố gắng nữa đâu, mình nghĩ là cái màu này mình để ưng rồi. Mình ưng thiệt mà. Hay là bây giờ mình đánh xong hỏi xong mình đánh xong tuy lên ta. Bây giờ mình trở lại ba màu này. Ôi nó có nhũ mọi người, mình sẽ đánh cái em màu chính giữa, mà mình cũng không nhớ màu chính giữa là màu 725 đúng không ta? Không, em 725 là em màu cam. Thôi mình sẽ đánh cái em màu đỏ ở chính giữa, là nó có nhũ nữa mọi người, nhũ lấp lánh. Ok 727. Em biết là vui quá. Cái màu này nó vô tình nó tiệp được với cái màu, hai màu mix mới nãy của mình với nhau luôn á, đánh y chang luôn á. Thơm quá à. Đấy là môi thơm như mình ăn kẹo luôn á. Ok và đây là hai món đồ cuối cùng trong hùng đồ, đây là highlight. Trời ơi, thật sự là hoài không hết luôn á mọi người. Mình không biết lại tại sao lại là tới hai cái màu. Một cái là H07, một cái H08, mình không biết là nó có khác nhau nhiều lắm hay không. Trời ơi. Ôi nhìn đẹp quá à. Mọi người Angel Love. Hơi bị chiếu luôn á mọi người. Mọi người thấy nó chiếu không? Highlight này chắc là mình lại phải dùng tay nữa rồi, tại mình không có cọ. Ok nếu mà mọi người hỏi mình khi nào mình đi bay lại thì thật sự là không ai biết được. Mọi thứ nó không nằm vào một cái sự mà quyết định của bất kỳ ai, không phải của mình hay của công ty, mà là phải của tình hình. Giờ phải xem tình hình là những cái nơi đó. Ủa cái màu này nó đỏ đèn hết khác nhau luôn nè. Phải xem là cái tình hình như thế nào. Ơi cái này tự nhiên màu tím. Màu tím nhìn đẹp quá à. Thử cái này ta. Bây giờ mình thử một bên đây màu tím, một bên đây màu này thử nha, để coi tình hình như thế nào. Mọi người cũng biết rồi, khi mà mình bay á tới một cái nước thì mình phải đi theo cái luật lệ của nước đó đúng không? Lỡ mà nó còn cách ly thì làm sao mình bay đây? Chả lẽ tiếp viên bay đi có chút xíu mà hả, còn phải cách ly mười mấy ngày thì còn cái gì là một tháng nữa. Một tháng có 30 ngày mà cách ly hết 14 ngày, nên là phải xem cái tình hình như thế nào. hoặc là tiếp viên phải được kiểu một cái gì đó mà đảm bảo hơn hành khách á, kiểu được ưu tiên hơn này kia thì còn có thể đi bay lại được. Chứ còn tình hình bây giờ nếu mà cách ly 14 ngày thì hơi khó. Nhưng mà mình vẫn hy vọng là trong tương lai tình hình dịch bệnh thì nó ổn hơn á, thì mình sẽ có thể đi bay lại. Trời ơi, còn rất nhiều nơi mình chưa đi mà. Ê, sao mình đánh mình không thấy cái gì luôn á. Bây giờ mình sẽ đánh cái mũi mình thử nha. Đó, hơi hơi rồi đó, đúng không? Đó, mũi sáng liền luôn. Còn trên má là mình thua rồi đó. Đâu đánh thử bên này coi. Sao trên má mình đánh chả thấy gì hết. Hy vọng thấy, hy vọng sẽ thấy ánh sáng. Thấy nè mọi người, thấy không? Ê, vậy mình thấy cái này nó hay là tại vì bên đây nó không có ánh sáng, nhưng mình thấy nó highlight bên này nó khá là nổi luôn nè mọi người, thấy không? Rồi nó bần bật luôn á. Thôi được rồi, thôi ban ngày đánh highlight nhiều quá ghê lắm. Ok, vậy là mặt của mình đã hoàn thành. Sau khi mình sử dụng tất cả đều sản phẩm của một hãng nội địa Trung GC, trời mình thấy nó khá là ok luôn mọi người, nhất là cái phần nền nó, mình rất là thích cái phần nền này luôn. Nhìn cái mặt của mình giống như là nó có một cái hiệu ứng làm đẹp, làm mịn da mọi người, đẹp hơn hẳn luôn á. Thì màu mắt mình cũng rất là thích, tóm lại là đồ nào mình cũng rất là thích, kẻ mắt, kẻ chân mày, và mình thấy nó rất là đáng để mọi người thử á. Tại vì mình thấy là cái giá của nó cũng rất là vừa phải, từng biết là đồ nội địa Trung thì đa số là rất là rẻ rồi đúng không? Nhưng mà cái này nó thêm được một cái là thiết kế cực kỳ đẹp nữa, cho nên mình thấy nó khá là ok. Với lại một cái nữa là cái hãng này nó nhận được một cái chứng chỉ của Mỹ, đấy là không có chất độc hại á. Với lại là nó còn được có mặt ở trong cái thị trường của Nhật Bản nữa, có nghĩa là nó đã vượt qua được cái vòng kiểm định của Nhật Bản, thì mình cảm thấy rất là yên tâm khi mà xài cái này. Chứ đừng có sợ là made in China này kia thì nó sẽ không tốt hay gì đó, thì no, sai hoàn toàn. Mình thấy nó rất là ok, rất là chuẩn. Và cũng như là mình đã tâm sự với mọi người xong, cái việc mà mình nghỉ dịch ở nhà thật sự là không ai biết trước được. Thật sự là giờ mình cũng không nói trước được là khi nào mình sẽ đi bay lại. Khi mà các bạn hỏi mình câu đó mình cũng không biết trả lời như thế nào hết, tại vì mọi thứ còn phải xem tình hình như thế nào. Và mình hy vọng là khi mà có vaccine và khi các nước đã trải qua được cái cơn dịch nó rồi và đã dập được dịch rồi thì nó sẽ không bùng phát lại, và mọi thứ nó sẽ dần dần được hồi sinh trở lại. Như là nhất là cái ngành hàng không nữa, mọi người cũng biết là cái này nó đánh rất là mạnh như ngành hàng không rồi, bao nhiêu hãng phải phá sản và cũng như là bao nhiêu người phải mất việc rồi. Cho nên mình rất là biết ơn với cái việc mà mình vẫn còn có thể ngồi đây nghỉ dịch và vẫn có lương cơ bản, công ty vẫn nuôi vậy chứ chưa bị mất việc. Thật sự rất là may mắn, nhưng mà thật sự không ai nói trước được tương lai như thế nào, không biết là công ty mình cầm cự được tới khi nào hay là sao. Có những cái chuyện gì nó không hay xảy ra, nhưng mà với một cái tâm trạng của mình từ lúc bắt đầu dịch cho tới bây giờ là hãy nghĩ về hướng tích cực. Cái chuyện gì nó phải xảy ra thì nó sẽ xảy ra, và chắc chắn là nó sẽ đem đến cho mình một cái kết quả gì đó mà mình không biết trước được. Mình nghĩ là nó xấu nhưng mà đôi khi nó là điều tốt thì sao, đúng không? Quan trọng là cách mình suy nghĩ và cách mà mình đối diện với nó như thế nào, nó sẽ khiến cho mình cảm thấy vui vẻ và có thể vượt qua được mọi chuyện hơn. Cho nên là ok, cảm ơn các bạn đã xem tới đây nha. Cái clip này rất là dài luôn á, nhưng mà lâu lắm rồi mình mới có thể là ngồi xuống mà nói chuyện một cách thoải mái với mọi người như thế này, cũng như là cùng nhau unbox những cái đồ make up. Trời, mình rất là thích luôn á, không biết các bạn có thích cái video này không? Nếu mà các bạn thích thì các bạn hãy like và subscribe kênh YouTube của mình nha, và mình sẽ còn trở lại với những clip khác nữa. Ok, bye bye.